Rồi đây bạn, mình đi hai con mồi, một con mồi sắt bói nhốt trong lục mới mua của đặng còng á. Rồi một con mồi này là mồi mồi bói mới lên nha các bạn. Ở nhà rế dữ lắm. Nhà rế dữ lắm mà không biết đi ra rừng nó có quất chưa, mình chưa biết nha. Hôm nay mình đi test thử nó coi. Con này mới thay lòng trong được một tháng rồi. Này test thử nó ăn kèo thử cây, mình không có đặt mồi sắt bỏ xuống nha. Chỗ đây có một con máy bới nha các bạn. Khi mình test một con máy mà máy bói mới lên á thì bạn lựa chỗ nào có con máy lế mà bớ cũng được, không cần bắt nó đâu. Mình coi thứ con mồi nó có chịu kêu hay không nha. Chủ yếu là nó la cũng được, không cần quất cũng được. Nó tại vì nó nhà nó chưa quất nha các bạn. Nó la là cũng ngon lắm rồi đó.
Rồi, hello. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đánh rối bữa trưa mình buồn quá các bạn. Ở nhà nằm buồn quá. Xách hai con mồi đi. Một con mồi sát bối mình dư lại một con mồi mới lên của mình nha các bạn. Con mồi bối cuối cùng của mình mới lên. Hôm bữa nó đi bắt được một con rồi mà mình chọn con mồi chạch chẹ mà sao bữa nó đi bắt con mái các bạn. Nó bắt được con mái mà lại nó cục. Trời, cái máy nó cắn gì kêu. Nó cục các bạn. Đây. Mình mở ra cho các bạn xem nha. Đây các bạn, con mồi bối mà mấy hôm mà mình chọn nó là chạch chẹ ngoài rừng á, khi nó về nó đấu với con mồi mình á là nó chạch không à, nó chạch kinh khủng lắm. Mà cách đây 2 ngày mình có đi bẫy một lần đầu tiên, nó em nói vô lập lần đầu tiên á đi á thì nó bắt được con mái đơn mà nó lại nó chạch bạn, nó không có chạch, nó chạch ít lắm mà nó lại cục các bạn. Mình không biết. Bây giờ mình coi ở chỗ này có con trống mình quýnh mình bẫy thứ gì nó có chạch chẹ không nha các bạn. Rồi, hôm nay mình đem hai con luôn. Chủ yếu là mình giật con mồi bối. Đây là con mồi sát bối mình nha các bạn. Đó. Mà chắc mình gài một con đây thôi nha các bạn. Mình gài một con ở trong lập đạn cộng này. Này các bạn xem này, hai lập nó giống nhau không? Cái lập mình rất là nhỏ, lập đạn cộng thiệt là bự này. Rồi đây các bạn. Đây là con mồi chạch chẹ của mình nha. Chạch chẹ mấy hôm mình bắt vào rừng á, mình test nó là nó tới con mồi mình nó chạch dữ lắm. Nó tới mồi mái mình mà nó chạch không thì nó không có cục. Mà nó làm dữ lắm. Mà sau cách đây 2 ngày mình có đi bẫy nó các bạn. Thấy nhà nó la nó chạch không à. Mà nó chưa có quất, mình đi bẫy nó thử á. Thì con mái đơn á mà nó lại cục các bạn. Nó bắt được một con rồi, con đầu tiên rồi. Con mồi bối đây là mồi cuối cùng nha các bạn. Mình hết bối đó tét nữa rồi đó. Là tất cả đều lên thành mồi hết rồi đó. Hôm nay mình coi cái kèo này có con trống mình coi thứ nó có chạch không các bạn. Ở nhà nó còn yếu lắm, nó chưa có quất nhưng mình xách đi á. Tại mấy con nó chạch chẹ này nó ít quất lắm bạn. Hôm nay mình test thử con trống ngoài rừng thứ cây thì nó gặp con trống nó có chạch không. Đây nha các bạn, đây là con mồi sát bối mình bó hoài đây nha các bạn. Chỗ này có nước mình đỡ cho nó đứng nè. Nó là mình đặt ở trong này. Hôm nay mình đem theo hai con. Nếu mà con này bắt không được thì mình nghiên cứu mình đặt xuống mình cho mồi sát bối mình nó bắt. Ha ha ha!
sát bói mình ở đây nè. Đó, mà nó gài lục. Ôi cha, xíu nữa mặt sát mồi luôn rồi. Nước nè bạn, thấy không?